Thưa quý vị, để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, các nhà trường trồng qua trên địa bàn tỉnh đã chủ động giảm diện tích xuống chống, tăng chất lượng qua kiển để hy vọng được giá. Những năm gần đây, khu dân cư thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa đã trở thành điểm hẹn của những nhà vườn trồng hoa Tết. Nơi đây có khoảng 6 nhà vườn trồng hoa Tết với số lượng là từ 100.000 cho đến 120.000 chậu hoa vạn thọ, trải dài cả một khu vực rộng lớn. Người dân ưu ái gọi đây là nơi làng hoa vạn thọ đẹp nhất Long An. Thế nhưng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người trồng hoa tại đây đã giảm một nửa. Sản lượng hoa cũng vì thế mà giảm từ 30% cho đến 35%. Đây là năm thứ sáu anh Nguyễn Văn Thảo từ quê hương Bến Tre lên đây để thuê đất trồng hoa Tết. Theo anh Thảo thì nơi đây có vị trí khá là thuận lợi, nằm trên trục lộ chính, ngay trung tâm huyện Thủ Thừa, đất đai rộng rãi, nguồn nước ngọt dồi dào, rất là lý tưởng để trồng hoa. Nhưng mà năm nay, do đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến sức mua của thị trường, nên anh chủ động giảm 5.000 chậu hoa so với cùng kỳ. Hiện trong vườn của anh Thảo có khoảng 30.000 chậu vạn thọ và khoảng 200 chậu hoa kiện khác. Năm nay đâu làm thì làm chứ không có không phấn khởi mấy. Tại vì dịch bệnh nè, à, rồi cái mình làm mà lo lắm, hồi hộp lắm tại không có gì rõ ràng cho cái mùa tết này hết nên ít anh em nào dám trồng đâu. tại yêu nghề trồng thôi không? năm nay thời tiết thuận lợi cho người trồng hoa nên hoa ở đây được dịp phát triển xanh tốt nhưng mà chi phí đầu tư lại tăng cao nhà vườn dự báo giá hoa phải tăng từ 20% trở lên thì nhà vườn mới mong có lãi nếu mà so với năm nay với các năm trước thì đầu tư vô nó nâng lên cao lắm có thể tăng lên hơn 15% nữa nào là phân, bố nó lên rồi giá nhân công cũng tăng, rồi vận chuyển cũng tăng, hầu như cái gì cũng tăng hết. Vạn thọ là giống hoa ngắn ngày, tương đối dễ trồng, khoảng 2 tháng rưỡi đã cho thu hoạch. Nhưng mà muốn hoa ra nhiều, to, màu đẹp và nở đúng vào dịp Tết, thì đòi hỏi các khâu bón phân, tưới nước và cơi đọt đều phải đúng kỹ thuật. Cây này đủ 4 cặp lá là mình bắt đầu ngắt đọt nó, để nữa nó có bông cho nó đều với nhau nếu không ngắt cây nó ra chừng ba bốn hoa mình ngắt gì mà nó ra từ 6 tới 8 hoa trồng hoa này thì biết biết chăm sóc với biết kỹ thuật thường kỹ thuật là khi mà cơ đọt như phân bón rồi, mình chăm sóc mình canh đọt rồi tới khi mà mình cho ra hoa nếu mình biết kỹ thuật thì hoa mình sẽ đưa được kết quả tốt như mình mong muốn hoa tết là vụ hoa lớn nhất trong năm mà người trồng hoa nào cũng đổ hết vốn và kỳ vọng vào đó dù còn nhiều mối lo nhưng mà ai ai cũng mong muốn sẽ có một mùa hoa tết xứng đáng với công lao chăm sóc để làng hoa vạn thọ thủ thừa không chỉ góp chút hương xuân cho ngày tết của mọi nhà thêm vui tươi ý nghĩa mà còn mang lại thu nhập khá cho nhà vườn